Rồi chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha. Hôm nay thì mình mời các bạn tiếp tục xem cái cảnh trục vớt của bên đội trục vớt Thái Sơn nha các bạn. Thì sáng nay là mấy anh em sẽ rút cái chẹt vô ha, rút cái chẹt vô sắt mé để bơm nước ra. Rồi, như lần trước thì mình đã thông tin ở video trước thì đây là một cái chẹt của xe con cuốc 05 cần dài. Khi chung qua cái cầu này nè các bạn đó, do cầu thấp á, nhận nước vô á, thì nhận nước vô để chung qua đây á, thì lúc mà cái cần nó qua rồi thì cái mình xe cái giữa cái thân xe nó vừa nhào tới giữa cái cầu đó đó là cái chẹt nó lật ngang các bạn. Đó là các bạn có thể thấy là cái chẹt nó lật ngang, đó là nó lật vô là gãy luôn hai trụ cầu đó, gãy luôn hai trụ cầu. Hiện tại bây giờ là cái xe nó đang nằm giữa cái cầu đó đó. Đó, xe đang nằm giữa luôn, cái mình xe nằm giữa, cái cần thì nó đưa lên trên nha. Đó, cái chẹt thì nó nằm ngay chân chỗ cái mũi thì ở video trước các bạn thấy rồi ha. Đấy, là mấy anh em chụp kéo nó trở lại. Đó, bây giờ là các bạn thấy là cái trụ cầu này là hư hoàn toàn rồi. À, nó bị đập ẹo vô luôn rồi, thì lên xe xong là phải sửa lại cái trụ cầu này cho người ta nè. Đó, hình như là đóng mới là hoàn toàn luôn á. Rất là khó nha các bạn. Đây, chiếc xe đang nằm giữa cái cầu này nè các bạn. Đó, cái mình đang nằm giữa cái cầu này, còn cái cần thì nó thả lên trên này nè. Đó. Đây, này là cái tài quay tay nha. Đó. Quay chịu cái mũi. Đó. Này là tài chạy bằng cơm. Giới thiệu luôn, anh Năm Định Vị đang quay. Chụp chụp vô cái bộ à. Lên nhiều rồi, bây giờ sẽ sôi đất, nó đất nó bị cản vô cái bon á. Bên ăn nắp nữa. Sôi bớt đất ra rồi mới giật mới kéo lên nữa. Nó muốn ló cái mùi lên này. Đây, công nghệ sôi sình nha. Hết sình luôn. Quá rồi, mưa lớn luôn rồi các bạn ơi. Mình chui vô miếng cao su. Đứng đây
một tí cái dạng nó phịch lên cái mình quay cho cả nhà mình xem. Từ mưa tới hết mưa luôn các bạn, cái dạng nó đang lên rồi đó, cái mũi nó nhóm nhóm lên được mấy phân rồi đó các bạn. Đấy, nó đang lên, nó lên thấy rõ luôn rồi. Lên nhiều rồi nha các bạn ơi, nó cản đất quá trời luôn à. Muốn ôm sát vô mé cũng cả vấn đề á, chính là cho sát vô mé xong là tấn đất ha, tấn đất tấn hầm rồi là bơm. Cái chẹt này nó không có phân hầm, nó luồn tuôn một nhát một à. Sôi không nổi rồi, sôi không thấm rồi, chuyện sôi đất rồi, không thấm nó rồi. Bởi vậy không, nó ló lên hết cái bon này là mình tấn đất mình bơm bên kia được rồi. Lên xíu nữa là phịch cái đít lên là chơi được rồi. Đây, vô bầu đất đang tấn miệng hầm nha. Rồi, bắt đầu bơm nước nha các bạn. Đây. Chạy hai máy luôn. Cái chẹt này đã cái là nó có một cái hầm mé bên đây nó luồn tuôn nè. Dí nước trong vòng ngoài trước à, cho nên là nó cũng thận. Tại người ta ngăn lại để mà khi mà đi qua cầu qua đồ người ta vô nước trong chẹt đó nó dễ. Nó không bị nó không có chảy ra ngay bên cái nhà ở ngoài sau. Mưa tới luôn rồi. Có mưa lầm rầm à. Lại mưa nữa rồi các bạn ơi. Đó, giờ là mấy anh em đang tìm cách chám cái cabin lại ha, chám trong cái mui lại để bơm nước trong mui ra là nó mới nổi cái lái lên. Nhiều quá lớn luôn. Rồi, bạn thấy là cái kênh nó xịt sâu, nhìn cái sào cắm xuống kìa, nó xịt sâu à. Kinh khủng à, nhỏ mà sâu à, bơm nước không linh thính các bạn ơi. Bây giờ là mấy ổng đi dây cáp lại đặng tính là bật cho cái gốc nó lên ha, gốc lên. Nhưng mà cái trụ ở trên á, cái dừa ở trên sợ chịu không nổi, giờ là tính là cho cạo bật cái gốc lên. Rồi cái chẹt ở phía trong nó dằn đá quá trời luôn, lên không nổi. Chứ phần mấy cái hầm đó các bạn, mấy cái hầm ở dạng là bị ngăn á, ngăn rồi nó không có thông được á, mà ổng không có đâm ống được á để bơm á. Hiện tại là nước nó còn nằm ở cái hầm ngoài, hầm bìa này rất là nhiều nè, nó còn nó khô ở mép bên kia rồi, mà nó còn một cái vách ngăn ngang á là không có đâm ống qua được.
kéo đó các bạn. Kéo nãy giờ nó cũng nhóm nhóm lên được đâu khoảng mình thấy cái mí nước nó lên được cũng khoảng 15 phân. Hy vọng là nhát này là sẽ lên luôn nha các bạn. Tới câu chuyện nữa các bạn ơi, xe vừa chịu không nổi thiệt mà, xe vừa chịu không nổi, để coi anh chị cũng xử lý làm sao đây. Mình thấy nó cũng nhóm lên được mấy tấc nữa. Đấy, bắt đầu phát máy nha anh em, đây là nhắc cuối nha, lên không lên thì là nhắc này là cũng kết thúc ngày luôn nha các bạn. Còn ba máy vô chỗ chủ yếu là nước ở trong cái mua mình nó ra là ok à, ra là lên. Xui hết mấy đường xui luôn. Cái này còn xui dữ nữa nè, nó tới hồi mà nước rút rồi đó là bị máy hết xăng nữa. Nó hết xăng thôi. Dưới vòng vòng dưới vỏ hết xăng luôn. Không còn xăng nó bơm luôn. Rồi muốn hết thấy đường nha cả nhà ơi. Giờ thì thấy nó lên rồi đó, có chiều hướng lên rồi các bạn. Tối rồi. Nó lên rồi đó, nó lên rồi đó.
đẩy vỏ ra để kẹt vỏ đó. Lên rồi các bạn, lên này, đang nổi lên rất là nhanh luôn. Đó, chịu lên rồi đó. Trời luôn các bạn. Ok, đang lên rất là nhanh luôn nha cả nhà. Bây giờ nó chịu lên đó. Đúng thế của nó là nó lên ốc nổi luôn rồi, lên dèo dèo luôn rồi. Đó, phịt phịt lên luôn á nha. Quá nhanh luôn. Cột cột luôn. Đấy, ba máy đang xiết cò nha. Ló cái mui chẹt lên là nhẹ à, tại vì á là nước nó lòn vô cái đường chỗ cái vách trên của cái mui chẹt á. Quá rồi, tối hù luôn các bạn ơi, nó thấy đường luôn rồi. Phải sử dụng đèn LED luôn các bạn. Giờ hai cái máy kia nó bị hụt ống rồi, đang dời hai cái máy kia. Tình hình là không còn sợ nữa rồi. Cả nhà hết thấy đường rồi. Nói chung thì cái bon đó đã lên rất là nhiều rồi, còn dính cái chấm cái góc này một tí à. Cái này là nói chung là xui lắm mới chìm xuống trở lại thôi, chứ cái này là 90% là đã lên rồi các bạn. Quá tối rồi, không thấy đường để quay toàn bộ diễn biến cho các bạn xem. Nãy nó lên rất là nhanh luôn các bạn. Đấy, lên cái thiệt luôn. Mới vừa lên cái thiệt luôn. Mà ông mới xả ba làng ra, xả cáp ra. Nó nhào ra ngoài cái nó đồng chẹt lại. Đấy, xong rồi nha anh em. Còn 200%. Ủa ơi, không có chẹt nữa nè. Hết ham luôn. Trời ơi, nồi xong chén bát gì hả, quá trời đảm đã hết à, loạn sao quá chứ, sình bùng gì nó vô hết ham luôn. Rồi này có chung là mặt sàn là đã lên khỏi mặt nước hết trơn rồi, tới làm xong rồi mới có được cái bóng đèn. Coi như là cả một ngày vất vả, cuối cùng thì em nó cũng đã lên bờ thành công nha. À, em nó cũng đã nổi lên thành công nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. À, Thế Duyên TV xin kết thúc ở đây. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở hành trình tiếp theo là trục vớt cái con xe lên nha. Nhưng mà đến trục vớt con xe lên thì mình không có quay nha cả nhà. À, trục vớt con xe lên thì anh em khác sẽ quay và gửi video cho mình.
số cái lý do nên mình không thể trực tiếp mình quay được các bạn. Ok, bye các bạn, xin chào các bạn, chào hẹn.